Xin chào tất cả các em. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần đầu của đoạn Trích Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ở đó chúng ta đã tập trung xem xét về niềm băn khoăn trăn trở của người dân Việt Bắc, nỗi phấp phỏng lo âu của người ở lại, để qua đó thấy được cái tình cảm thắm thiết sâu nặng mà những người dân Việt Bắc dành cho cán bộ kháng chiến về xuôi, dành cho Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ. Ở bài học ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu cái tiếng lòng tha thiết của cán bộ kháng chiến về xuôi. Mà như các em đã thấy, cái tiếng lòng tha thiết cán bộ kháng chiến về xuôi sẽ tập trung chủ yếu ở trong các lời đáp. Tức là 4 dòng này, cộng với lại 70 dòng này. Vậy thì rõ ràng là gì? Trong khoảng thời gian tương đối ngắn, chúng ta chả thể nào mà gì nói hết được 70 dòng. Vì nếu em nào học offline với tôi cũng vậy, em có thể thấy rằng chỉ trong vòng 4, với 4 dòng thơ tôi có thể giảng cho các em gì tiếng đồng hồ không hết. Thì ở trong trường hợp này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu cái tiếng lòng tha thiết cán bộ kháng chiến về xuôi. Tình cảm thiết tha của cán bộ kháng chiến về xuôi ấy, tất nhiên chưa hết được thể hiện ngay trong cái sự im lặng đầy ý nghĩa ở phần đầu. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Nhưng trong những dòng thơ đó, bên cạnh cái nỗi bâng khuâng, niềm lưu luyến, cảm giác bồn chồn không chỉ khuấy động ở trong lòng mà còn hiện diện qua nhịp bước ấy, thì nó còn có cả cái nỗi phân vân, cảm giác băn khoăn, nỗi ngập ngừng khó nói của người dân, của cán bộ kháng chiến về xuôi. Cái tiếng lòng tha thiết ấy sẽ càng trở nên sâu nặng hơn ở trong những cái dòng thơ mà chúng ta thấy ở phần sau này. Như vậy là thầy muốn nhấn mạnh các em rằng trong toàn bộ cái phần tiếng lòng tha thiết cán bộ kháng chiến về xuôi, chúng ta sẽ xoáy sâu ở phần này với lại các cái hệ thống ý cơ bản như sau. Có khi thầy đánh tên ngược lại các bạn dễ quan sát. Đấy, thì chúng ta sẽ hình dung rằng là gì? Toàn bộ phần này ta sẽ thấy rằng đầu tiên là người dân Việt Bắc ấy, xin lỗi, đầu tiên là cán bộ kháng chiến về xuôi bộc lộ cái nỗi bâng khuâng, niềm lưu luyến. Nỗi bâng khuâng, niềm lưu luyến. Ở cảm giác bồn chồn. Đấy, tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Trong cái cử chỉ cầm tay nhau ấy, ẩn chứa bao nhiêu tình cảm ân cần, thiết tha, trìu mến. Một tình cảm xuất phát từ cả hai phía. Nó cho thấy trong cuộc biệt ly này, tình cảm của cả kẻ ở lẫn người đi, cả nhân dân Việt Bắc và cán bộ kháng chiến đều sâu nặng thắm thiết như nhau. Cái tình cảm thiết tha của người dân Việt Bắc càng được bộc lộ rõ hơn, nhiều hơn qua 70 dòng thơ này. Như thầy đã nói, sau 8 câu hỏi vô cùng tha thiết của người dân Việt Bắc, không thể im lặng mãi, cán bộ kháng chiến về xuôi đã trả lời một mạch 70 dòng thơ liền. Đấy, và đấy chính là nơi người dân Việt Bắc bộc lộ cái tiếng lòng tha thiết trong buổi biệt ly. Ở đây ta có thể nhấn mạnh những điểm cơ bản như thế này. Chỗ này thầy nói hơi nhầm một chút. Các em lưu ý là đây là tiếng lòng tha thiết của cán bộ kháng chiến về xuôi, chứ không phải là của người dân Việt Bắc. Ta có thể nhận thấy cái tình cảm thứ hai mà cán bộ kháng chiến về xuôi bộc lộ, đó là tình cảm thiết tha với cội nguồn cách mạng. Tình cảm thiết tha với cội nguồn cách mạng. Tình cảm này được bộc lộ qua nhiều dòng thơ, trước hết là qua những lời đáp. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Mình đi mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Như vậy, trong những lời đáp của mình, cán bộ kháng chiến về xuôi tự xưng là ta và gọi người dân Việt Bắc là mình một cách thân thiết, trìu mến.
Rõ ràng các đại từ mình, ta vốn rất riêng tư và phổ biến trong ca dao đã được tố hữu sử dụng, có thể gọi là hoán đổi cho nhau để khi thì chỉ những người miền Bắc, lúc chỉ cán bộ kháng chiến. Cái điều này nó càng cho thấy là cái tình cảm của kẻ ở và người đi nó trở nên ngang bằng, đấy, nó trở nên thắm thiết sâu nặng như nhau. Cán bộ kháng chiến về xuôi trước hết đã khẳng định tình cảm trước sau như một của lòng mình, tình cảm thủy chung son sắt. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước, mặn mà đinh ninh. Lời khẳng định ấy sẽ giúp cho người ở lại cảm thấy yên lòng, cảm thấy vững tâm hơn. Và sau khi đã khẳng định tình cảm trước sau như một của lòng mình, thì người về xuôi cũng trực tiếp khẳng định cái tình cảm đối với cội nguồn cách mạng. Mình đi, mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Các em hãy nhớ rằng ở trong ca dao dân ca của người Việt ấy, thì nước ở trong nguồn chảy ra thường được hình dung là rất là lớn lao, là vô hồi vô hạn, là vô tận, và thường được sánh với lại nghĩa mẹ, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở đây lối so sánh tương ứng bao nhiêu bấy nhiêu, tức là nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu, đã khẳng định cái mức độ tình cảm hết sức lớn lao mà cán bộ kháng chiến dành cho người lại, dành cho nhân dân Việt Bắc. Bên cạnh đó, cán bộ kháng chiến về xuôi cũng không bao giờ quên những kỷ niệm của đời sống chung. Và những kỷ niệm của đời sống chung ấy được người về xuôi nhắc đến với bao nhiêu cái niềm lưu luyến, bao nhiêu sự trân trọng, bao nhiêu sự cảm động. Ta đi ta nhớ những ngày mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi, thương nhau, chia củ sẵn lùi, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng. Các em có thể thấy trong những dòng thơ mà thầy vừa đọc, có củ sắn lùi, có bát cơm đơn sơ, có tấm chăn làm bằng vỏ cây xuôi. Tất cả những cái kỷ niệm đó hết sức bình dị, nhỏ bé của đời sống kháng chiến đều được nhắc đến với tất cả niềm trân trọng. Củ sắn lùi được chia, bát cơm được xẻ, tấm chăn xuôi được cùng đắp. Tất cả đều xuất phát từ một cái tình cảm thắm thiết, thương nhau. Trong cái cách nói thương nhau ấy, ẩn giấu cả tình thương xuất phát từ cả hai phía. Như vậy, có thể nói từng kỷ niệm của đời sống chung đều được người về xuôi nhắc đến với tất cả niềm trân trọng, sự biết ơn. Lời thơ đã làm sống lại một cái đời sống kháng chiến đầy thiếu thốn, gian khổ nhưng sâu nặng nghĩa tình. Mà đó, nó ngời lên cái vẻ đẹp, tình nghĩa, cảm động, sẵn sàng chia ngọt, xẻ bùi, nhường cơm xẻ áo giữa nhân dân Việt Bắc với cán bộ kháng chiến, giữa kẻ ở với người đi. Có thể nói, mọi kỷ niệm về đời sống kháng chiến nơi chiến khu Việt Bắc trong 15 năm ấy đều luôn sống một cách nguyên vẹn, đủ đầy trong tâm trí của người về xuôi. Đó cũng chính là tình cảm thiết tha sâu nặng của người dân, của cán bộ kháng chiến về xuôi đối với lại chiến khu Việt Bắc, đối với thiên nhiên và con người Việt Bắc. Trong cái tiếng lòng thiết tha thương nhớ mà người về xuôi dành cho chiến khu Việt Bắc, có nỗi nhớ những hoa cùng người. Và qua đó ta nhận thấy vẻ đẹp của bức tranh tứ bình qua bốn mùa độc đáo. Nỗi nhớ những hoa cùng người. Đấy, và cái vẻ đẹp của bức tranh tứ bình qua bốn mùa độc đáo. Ở đây là 10 dòng thơ lục bát tài hoa và bậc nhất của Tố Hữu ở trong cái trích đoạn Việt Bắc. Khởi đầu từ câu ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Ở đây ta dễ dàng nhận thấy đầu tiên là cán bộ kháng chiến về xuôi khẳng định cái nỗi, cái niềm thương nhớ không nguôi. Niềm thương nhớ không nguôi của lòng mình. Tất nhiên niềm thương nhớ này được bộc lộ một cách khéo léo. Đầu tiên là qua một dòng thơ có ý vị của một câu hỏi tu từ. Ta về mình có nhớ ta. Trong dòng thơ ấy,
Cán bộ kháng chiến về xuôi đã khéo léo lay động nỗi nhớ của người ở lại dành cho mình. Nếu như ở ban đầu người dân Việt Bắc hỏi mình về mình có nhớ ta, thì bây giờ cán bộ kháng chiến về xuôi lại cất lên câu hỏi ta về mình có nhớ ta. Hóa ra ngay cả người về xuôi cũng sợ mình sẽ bị lãng quên ở trong lòng người ở lại. Như vậy các em thấy cái nỗi lo bị quên lãng dường như đã được san đều sang cả hai phía. Người ở cũng lo, người đi cũng lo. Tình cảm loại rất thắm thiết, vô cùng sâu nặng. Không chỉ lay động nỗi nhớ của người dân Việt Bắc, người về xuôi còn trực tiếp khẳng định nỗi nhớ và tình cảm thiết tha của lòng mình. Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. Em nhớ, nhớ những hoa cùng người. Đấy chính là nỗi nhớ. Và thầy nhấn mạnh ở đây, những hoa cùng người. Tức là nỗi nhớ hoa với người bên nhau. Nỗi nhớ ấy sẽ tạo thành cái bức tranh tứ bình qua bốn mùa độc đáo. Sau hai dòng thơ thầy vừa nhắc, chính là vẻ đẹp của một bức tranh tứ bình mà chúng ta nhận thấy được Tố Hữu khắc họa qua tám dòng thơ cực kỳ tinh tế. Ở đây, ta có thể đọc qua để thấy. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đã nón chuốt từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Trong tám dòng thơ mà thầy vừa đọc, nếu các em chịu khó quan sát, các em sẽ dễ dàng nhận thấy như sau. Các dòng thơ sáu chữ đều nói về hoa. Ví dụ rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, ngày xuân mơ nở trắng rừng, ve kêu rừng phách đổ vàng, hay rừng thu trăng rọi hòa bình. Trong khi đó các dòng thơ tám chữ thì hầu như đều nói về người. Đấy là dao gài thắt lưng, đấy là người đan nón, đấy là cô em gái, đấy là tiếng hát ân tình thủy chung của một ai đó. Như vậy ta dễ dàng nhận thấy trong tám dòng thơ này thì các dòng thơ sáu chữ đều nói về hoa, các dòng thơ tám chữ đều nói về người. Cái bức tranh thiên nhiên mà bức tranh tứ bình ở đây này, sẽ hiện lên với sự hòa quyện thắm thiết giữa thiên nhiên và con người. Chúng ta có thể nhận thấy cái bức tranh tứ bình này được Tố Hữu tạo lập thành bốn bức cơ bản. Thứ nhất, đấy là cảnh sắc Việt Bắc mùa đông. Đấy, cảnh sắc Việt Bắc mùa đông. Thế thì cảnh sắc Việt Bắc mùa đông này được gợi lên chủ yếu qua hai dòng thơ sau đây. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Lời thơ rất giàu sức tạo hình. Ta có thể hình dung thấy ngay trên cái nền xanh biếc của núi rừng, hoa chuối đỏ tươi bừng lên như ngọn lửa. Cái sự tương phản giữa hai sắc màu xanh và đỏ đã làm trẻ lại cái sắc xanh trầm tịch của rừng già, và nó xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông ở vùng cao Việt Bắc. Hình ảnh nắng ánh dao gài thắt lưng là một cách nói rất là hay. Nhà thơ không dùng cái chữ ánh nắng mà dùng nắng ánh để diễn tả cái ánh sáng đang lóe lên, đang lấp lánh. Cho nên trong cái chi tiết nắng ánh dao gài thắt lưng ấy, chính là cái ánh sáng mặt trời phản chiếu trên lưỡi dao gài nó thắt lưng của người đi rừng. Qua cái ánh sáng lấp lánh ấy, người về xuôi mới phát hiện ra cái dáng hình của một người đi rừng đang kiêu hãnh vượt đèo cao. Lời thơ cho thấy cái đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng chính là điểm sáng khiến con người trở nên nổi bật, trở thành trung tâm trong cái bức tranh cảnh vật. Nó cũng làm cho cảnh sắc mùa đông Việt Bắc thêm ấm áp, tươi tắn. Có thể nói, không chỉ hoa chuối bừng như ngọn lửa, mà ngay cả người dân lao động Việt Bắc như cũng đang tỏa sáng ở giữa đèo cao. Sau, kỷ niệm về cảnh sắc Việt Bắc lúc mùa đông là nỗi nhớ về Việt Bắc lúc sang xuân. Ta có thể hình dung thấy cái nỗi nhớ mùa xuân Việt Bắc. Đấy, nỗi nhớ mùa xuân Việt Bắc. Nỗi nhớ này được khéo léo gợi lên qua hai dòng thơ. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đã nón chuốt từng sợi giang. Cái hình ảnh mơ nở trắng rừng, nó gợi lên cả một cái sắc trắng tinh khiết, mênh mang, gợi sức xuân như đang dâng ngập cả đất trời, dâng ngập cả núi rừng Việt Bắc. Cả núi rừng Việt Bắc như đang bừng lên cái vẻ đẹp tinh khôi. Đấy là sức xuân, mà cũng là sắc xuân đặc trưng của núi rừng Việt Bắc.
Một cái sắc xuân sẽ còn hiện diện trong bài thơ Theo Chân Bác của Tố Hữu. Ôi sáng xuân nay xuân 41 trắng rừng biên giới nở hoa mơ. Bác về im lặng con chim hót thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Cũng trong dòng thơ đó ta thấy hiện lên hình ảnh của người đan nón. Nhớ người đan nón chuốt từng sợi ren. Chuốt là gì? Chuốt là một cái động từ. Nó gợi lên được cái sự khéo léo. Nó vừa thể hiện cái sự cần mẫn của người lao động. Đó là cái hành động rất tỉ mỉ để làm óng lên từng sợi giang. Và ta nhận thấy sợi giang trắng dần lên dưới bàn tay của con người. Phù hợp với lại cả cảnh hoa mơ bạt ngàn sắc trắng. Cả một sức xuân, cả một sắc xuân đang ngời lên trên thiên nhiên Việt Bắc. Và đang bừng sáng lên trên đôi tay lao động của con người. Sau đó sẽ là cảnh sắc Việt Bắc lúc mùa hạ, cũng gợi lên qua nỗi nhớ của kẻ về xuôi. Ở đây, cái đầu tiên ta nhận thấy là âm thanh. Ve kêu rừng phách đổ vàng. Lời thơ gợi lại cái khúc nhạc ve sầu thật là sống động, như náo nức, như dâm gian cả núi rừng Việt Bắc. Từ đổ biểu thị cái sự chuyển màu đồng loạt. Cả rừng phách trong phút chốc như được phủ sắc vàng. Ta có thể nhận thấy lời thơ như đã cho thấy rằng là gì, những cái âm thanh vô hình của tiếng ve nhưng cũng đang thúc giục rừng phách trổ những đóa hoa vàng rực rỡ hoặc đổi màu trên lá. Hình ảnh người con gái hái măng một mình hiện lên có phần lẻ loi đơn độc, nhưng vẫn là hiện thân cho vẻ đẹp chịu thương chịu khó tảo tần tận tụy với công việc của người dân Việt Bắc. Và trong bức tranh tứ bình này, tất nhiên không thể thiếu kỷ niệm về Việt Bắc lúc mùa thu. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Câu thơ rất giàu chất tạo hình, vừa gợi được vẻ đẹp của thời tiết, của thiên nhiên. Vừa gợi được cái bức tranh thiên nhiên rất nên thơ, lại vừa thể hiện được niềm vui trước cuộc sống thanh bình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, ánh trăng trong trẻo lộng lẫy như làm sáng bừng góc rừng Việt Bắc. Và dưới ánh trăng yên bình như vậy, trong trẻo như vậy, thơ mộng như vậy, âm thanh tiếng hát vang lên thật ấm lòng. Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Đó là âm thanh của cuộc sống con người. Khác với lại tiếng ve ở trên là âm thanh của đời sống tự nhiên. Tiếng hát ân tình thủy chung cũng là tiếng hát lạc quan yêu đời, ham sống, tràn đầy ân tình, ân nghĩa của con người. Gian nan, đời vẫn ca vang núi đèo. Các em có thể nhận thấy, nếu như ở trên, những người dân lao động Việt Bắc hiện lên trong những công việc lao động bình dị hàng ngày, như đi rừng, như đan nón, như hái măng, thì ở đây lại hiện lên qua một phương diện của đời sống tâm hồn, tình cảm, như ai tiếng hát ân tình thủy chung. Và qua đó, ta thấy cái hình ảnh người dân Việt Bắc hiện lên thật là đẹp, thật là nên thơ. Bởi vì ở đó, người ta không chỉ cần mẫn, tảo tần, mà còn rất lạc quan, yêu đời, ham sống, tình nghĩa thủy chung, sẵn sàng chia ngọt xẻ bùi với cán bộ kháng chiến, với Đảng, với chính phủ, với Bác Hồ. Luôn luôn thủy chung son sắt với cách mạng. Đấy chính là lòng dân các em ạ. Lòng dân mới giúp chúng ta vượt qua được những gian khó của kháng chiến chống Pháp để đến ngày thắng lợi, để có ngày Trung ương Đảng, chính phủ, Bác Hồ về xuôi. Như ta thấy trong Việt Bắc. Rõ ràng đến đây, các em đã nhận ra ngay cái bức tranh tứ bình rất độc đáo, được gợi lên qua bốn mùa. Mùa đông, mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Các em cũng lưu ý rằng tranh tứ bình về bốn mùa trong thơ xưa ấy, thì thường được sắp xếp theo trình tự xuân, hạ, thu, đông. Ở đây lại được sắp xếp trình tự đông, xuân, hạ, thu. Cách sắp xếp này cũng chính là trình tự tươi sáng, ấm áp dần lên của thiên nhiên, của đất trời. Nó thể hiện cái nhân sinh quan hết sức lạc quan, tươi tắn của một người chiến sĩ cộng sản. Lúc nào cũng hướng về phía ánh sáng, lúc nào cũng hướng về phía tươi tắn, lạc quan. Tranh tứ bình ở trong thơ xưa ấy, thì thường hiện lên qua những nét vẽ khách quan. Tuy nhiên ở đây ta nhận thấy đều hiện lên qua nỗi nhớ, qua kỷ niệm, đúng không ạ?
Vậy vì vì vậy thì cái bức tranh Tứ Bình này này, nó là bức tranh tâm cảnh, là bức tranh được dệt bằng kỷ niệm, dệt bằng nỗi nhớ thiết tha của lòng người. Nó gợi nhớ cái bức tranh Tứ Bình ở trong bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi để uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang san ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều linh láng máu sau rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời khai gắt. Như vậy qua bốn lần nào đâu, cái con hồ trong vườn bách thú của Thế Lữ đã hoài niệm lại bốn cái bức tranh. Đấy là tranh Tứ Bình. Đấy, những đêm vàng bên bờ suối, những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, đó những bình minh cây xanh nắng gội, đó những chiều lênh láng máu sau rừng. Đấy cũng là bức tranh Tứ Bình. Những bức tranh Tứ Bình đấy, nó gợi nhớ cái này thôi. Còn bức tranh Tứ Bình ở đây khác hẳn. Cái điểm độc đáo thứ ba mà các em cần phải chú ý là trong bức tranh Tứ Bình của Tố Hữu ở đây này. Đấy là gì? Tranh Tứ Bình ở trong thơ cổ thì thường hay thể hiện các đề tài nó cao quý, nó tính chất ước lệ, tượng trưng, ví dụ như tùng, như cúc, như trúc, như mai. Ở đây ta không hề thấy những cái dấu hiệu ước lệ vậy. Ta chỉ thấy đây là gì? Là hoa chuối, hoa mơ, rừng phách. Ta thấy người đi rừng, người đã nón, kẻ hái măng, đều là bức tranh thiên nhiên, con người cực kỳ bình dị, mộc mạc, thân quen, đặc trưng cho núi rừng Việt Bắc. Có thể thấy cái hiện thực đời sống kháng chiến ấy, đã thổi vào trong thơ những thi liệu mới với những cách cảm nhận mới. Và điểm cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh các em rằng cái bức tranh Tứ Bình này nó càng trở nên độc đáo bởi vì nó là bức tranh được thể hiện trong hình thức đậm đà tính dân tộc. Có thể nói dù là nỗi bâng khuâng, niềm lưu luyến, cảm giác bồn chồn hay tình cảm thiết tha với cội nguồn cách mạng, hay nỗi nhớ về những ngày chia ngọt xẻ bùi, đồng cam cộng khổ, thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng, cho đến kể cả những kỷ niệm về phần sau, những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, hay nhớ khi giặc đến giặc lùng, vân vân, đều thể hiện tiếng lòng tha thiết của cán bộ kháng chiến về xuôi. Đó cũng chính là ân tình, ân nghĩa mà người về xuôi dành cho nhân dân Việt Bắc, chiến khu Việt Bắc. Đấy, tiếng lòng tha thiết. Của cán bộ kháng chiến về xuôi. Như vậy, nếu ở phần 1 ta đã thấy cái tình cảm thắm thiết sâu nặng của người dân Việt Bắc, thì ở đây ta lại thấy cái tình cảm, thấy cái tiếng lòng tha thiết cán bộ kháng chiến về xuôi. Rõ ràng qua văn bản Việt Bắc, ta nhận thấy tình cảm của cả kẻ ở lẫn người đi đều thắm thiết sâu nặng như nhau. Có thể nói cuộc biệt ly trong Việt Bắc là cuộc biệt ly tràn đầy nỗi nhớ thương, niềm lưu luyến, nhưng cũng là một cuộc biệt ly có sự chung thủy thiết tha, mà đó tình cảm của người ở, của kẻ đi đều thắm thiết sâu nặng. Nó khác hẳn những cuộc biệt ly trong thơ ca truyền thống. Đến đây tôi đã hướng dẫn các em tìm hiểu nhanh toàn bộ cái văn bản của đoạn thơ Việt Bắc. Tất nhiên là những phần sau thì vì chúng ta không có đủ thời gian, cho nên chúng ta sẽ dừng lại đến hết cái bức tranh Tứ Bình ở trong Việt Bắc. Trước khi mà kết lại phần này, thầy xin tổng kết nhanh với các em một vài nét chính về cái giá trị tư tưởng và nghệ thuật của Việt Bắc. Các em có thể thấy phần 3 La Mã là phần tổng kết. Phần tổng kết này thì nhấn mạnh các em 3 điểm. Điểm thứ nhất, Việt Bắc là một cuộc biệt ly độc đáo, mà đó tình cảm của cả kẻ ở lẫn người đi, cả nhân dân Việt Bắc lẫn cán bộ kháng chiến đều sâu nặng, thắm thiết như nhau. Thứ hai, Việt Bắc kết tinh những tình cảm lớn lao, cao đẹp của con người và đời sống cách mạng, đồng thời cũng là tác phẩm tiêu biểu cho tài năng và phong cách trữ tình, chính trị của Tố Hữu. Điểm thứ ba mà các em cần phải quan tâm về giá trị nghệ thuật ở bài thơ này. Đặc sắc nghệ thuật quan trọng nhất của bài thơ Việt Bắc chính là những dấu ấn dân gian, trong đó có lối xưng hô mình ta
hình thức đối đáp dân gian, âm điệu của lời du và thể thơ Việt Bắc, thể thơ Lục Bát. Đặc biệt, thể thơ Lục Bát vốn có truyền thống trong ca dao, dân ca của người Việt, đã được tối hữu sử dụng với nhiều sáng tạo vô cùng mới mẻ. Cái âm điệu của lời thơ Lục Bát vốn rất ngọt ngào, tha thiết, thân thuộc, gần gũi, lại càng dễ thấm sâu và có sức lay động lòng người. Như vậy, ở bài thơ Việt Bắc, điều mà các em cần phải nắm vững là tình cảm của kẻ ở lẫn người đi. Làm sao các em thấy được tình cảm của người ở lại vô cùng tha thiết, tiếng lòng của người ra đi cũng sâu nặng, thiết tha. Đó chính là những nỗi niềm mà Tố Hữu đã thay nhân dân Việt Bắc và cán bộ kháng chiến thể hiện trong bài thơ Việt Bắc. Có thể nói, Việt Bắc chính là một tứ thơ, làm cho người ta không còn cảm thấy câu thơ, chỉ còn cảm thấy tình người, như chính Tố Hữu từng quan niệm. Bài học của chúng ta hôm nay cũng sẽ dừng lại ở đây. Xin trân trọng cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hy vọng là các em sẽ nắm vững kiến thức về bài Việt Bắc để thực hiện thật tốt bài thi môn ngữ văn trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em.